Xin chào tất cả các bác đã quay lại với lại kênh của HM Nature. Trong cái video hôm nay thì bên mình sẽ giới thiệu cho các bác cái sản phẩm muối ngâm chân của cộng đồng người Dao Đỏ Sapa. Thì cái video này mình sẽ bóc cho các bác xem cận cảnh cái hạt muối ngâm chân. Đấy, và cái mình sẽ pha thử một chút để mọi người nhìn được cái màu nước của muối pha ra như thế nào. Thì cái muối ngâm chân này thì nó rất là tốt cho đau xương khớp và nó thải độc tố. Thì trước khi bóc thì mình cũng tìm hiểu qua một chút về cái thành phần và cái công dụng của cái muối ngâm chân này các bác nhé. Thì trên tay của mình là một cái hộp muối ngâm chân này của cộng đồng người Dao Đỏ Sapa. Một hộp này là hộp nửa cân các bác nhé. Đấy, hộp nửa cân. Và thành phần của nó thì bao gồm muối khoáng này, than hoạt tính này, bạc hà này, quế, gừng, các cái bài thuốc cổ truyền của dân tộc Dao Đỏ Sapa này và một số thảo dược khác. Đấy, thứ hai là cái tác dụng của cái muối ngâm chân này. Cái muối ngâm chân này thì dùng để làm gì? Thường là cái muối ngâm chân này người ta sẽ dùng vào buổi tối các bác nhé. Và nó sẽ giúp các bác giảm đau xương khớp này, nó sẽ giúp ngủ ngon này, khử mùi hôi chân này, rồi giúp các bác thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi. Và nó giúp phụ nữ mà bị xương chân đấy, sau khi mà mang thai mà bị xương chân thì các bác chị em cũng nên sử dụng cái muối ngâm chân này để ngâm sử dụng hàng ngày. Người già thì đau xương khớp thì các bác ngâm để vừa ngủ ngon vừa đau đỡ đau xương cũng rất là thích nhất các bác nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cùng bóc cái hộp này ra cho các bác nhìn trực quan cái sản phẩm hạt muối ngâm chân này nhé. Đây là một hộp nửa cân mình đấy, thì toàn bộ nó sẽ có một lớp màng xi như thế này. Đây các bác nhìn trực quan này, đấy, muối ngâm chân đó vì nó có than hoạt tính cho nên là nó sẽ có màu đen. Đây đây chính là cái hạt muối ngâm chân các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? Đấy. Rất là thơm các bác ạ. Khi mà mình đây. Khi mình đổ ra này, mình gửi thêm mùi thơm cực kỳ thơm luôn. Các bác nhìn thấy hạt muối không ạ? Đấy, nó đen bởi vì nó có than cho nên là nó. Và thuốc ở đây, các cái bài thuốc, các cái sản phẩm thuốc gia truyền của người Dao Đỏ thì người ta đã nghiền nó thành bột rồi sau đó người ta trộn lẫn cùng với lại muối và than này các bác nhé. Các bác nhìn này. Đấy. Thơm lắm, thơm dã man luôn. Cực kỳ thơm. Rồi, khi mà cái cách dùng của cái muối ngâm chân này nó cũng rất là đơn giản các bác nhé. Thì mỗi lần các bác sử dụng tầm 50g, các bác ngâm với lại pha với lại 30 với lại 3 lít nước. Đây, cái này các bác lưu ý là các bác mình ngâm chân ấy, mình pha với nước ấm. Các bác trước khi mà các bác hòa muối vào thì các bác thử cái độ ấm của nước xem mà nó, các bác đặt chân thử vào xem mà nó, mình chịu được cái nhiệt này chưa. Đấy, sau đó là các bác với cho tầm 50g cho 3 lít nước thì các bác lưu ý 50g thì nó sẽ rơi vào, nếu như thìa là thìa cà phê to như thế này thì các bác chỉ cần một thìa 1,5 thìa này thôi. Đấy, thì một bình thường nếu như nhà em dùng thì em chỉ dùng một thìa đầy như thế này. Cho nên là một hộp nửa cân này các bác có thể dùng được tầm 15 cho tới 20 ngày nhé. Đây bây giờ mình sẽ pha thử cho các bác nhìn ra ra cái nước này. Đây. Đấy. Bởi vì nó có than hoạt tính cho nên là kiểu gì thì kiểu các bác pha vào nước nó sẽ ra màu đen nhé. Đây, đây chính là cái nước muối ngâm chân nha các bác nhé. Đấy. Rất là thơm. Thơm lắm luôn. Cái này mà các bác sau đó các bác cho chân vào xong các bác đặt chân vào thùng nước các bác ngâm sự cho từ 30 cho tới 40 phút trước khi đi ngủ các bác nhé. Ngâm xong các bác sẽ chân mình rất là thơm, cực kỳ là thoải mái luôn, rất là thích. Đấy, cái sản phẩm này thì bên mình cũng dùng rất là nhiều rồi, cho người nhà dùng rồi cho chính bản thân mình, bởi vì nhiều khi là mình cũng sử dụng đi giày cả ngày ấy, thì cuối ngày mình ngâm để cho thứ nhất nó thoải mái, thứ hai nó khử mùi chân, sạch chân, rất là thích. Đấy, ngâm xong mình lên giường đi ngủ rất là tốt. Và cái sản phẩm muối ngâm chân này thì bên mình sẵn hàng quanh năm các bác nhé. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng cái muối ngâm chân này thì các bác liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại hotline là 0982 403 110. Bác nào mà sử dụng Zalo thì các bác có thể kết bạn Zalo với bên em qua số này, xong bên em tư vấn và gửi hàng cho các bác nhanh nhất nhé các bác nhé. Bên em chỉ có duy nhất một số hotline là 0982 403 110. Các bác lưu ý giúp em nhé, ngoài ra thì không có một số nào khác. Và cái muối ngâm chân này sau khi các bác bóc ra thì các bác bảo quản đậy, dùng xong thì các bác
đậy nắp kín này, mình bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ẩm, tránh ánh sáng trực tiếp các bác nhé. Đấy, muối này rất là đẹp, hàng muối bên em được đảm bảo với các bác là muối khô rời, không có bị chảy nước đâu các bác nhé. Vì bên mình làm rất là cẩn thận, còn đóng cả bằng xi nữa cơ, cho nên là nó không có khí vào, rất là khô sạch. Đây, đây, mọi người nhìn. Thực sự là cái sản phẩm này ngâm chân mình thấy rất là hay, các cái sản phẩm của cộng đồng người Dao Lửa Sapa mình thấy hầu như sản phẩm nào dùng cũng rất là tốt và khách hàng sử dụng thì đều rất là khen. Đấy, cho nên là bác nào mà đang cần tìm cái mũi ngâm chân của sản phẩm cộng đồng người Dao Lửa Sapa, bên mình lấy trực tiếp ở Sapa, Tạp Hình Sapa nhé. Cho nên là các cái, bởi vì muối này mình cũng đổ vào các cái bên spa làm đẹp rất là nhiều, hoặc là các cái cơ sở mà thuốc dân tộc truyền thống ấy, thì bác nào cần lấy xỉ thì bác cũng liên hệ trực tiếp với bên em qua số hotline 0982403110 để bên em tư vấn và giao hàng cho các bác nhé. Thì các bác lưu ý là các bác gọi hoặc các bác kết bạn Zalo, các bác muốn lấy lẻ hay lấy xỉ thì các bác nói luôn thì bên em sẽ báo giá tốt nhất cho các bác nhé. Chứ nhiều khi là các bác không phải bên mình, thường là gọi thì sẽ là mình sẽ nghĩ là lẻ, bên mình sẽ báo giá bán lẻ luôn. Và cái giá bán lẻ bây giờ bên mình đang giao là 80.000 một hộp nửa cân này các bác nhé. Đấy, lấy từ hai hộp là miễn phí giao hàng toàn quốc. Các bác lưu ý giúp em có để cái giá ở dưới phần mô tả cái video này và cả số hotline kết bạn Zalo nữa. Đấy, rồi bác nào mà đang dùng cái sản phẩm muối ngâm chân này, các bác có thể cho em xin cái cảm nhận ở phần dưới bình luận cái video này, hoặc là bác nào cần câu hỏi nào về cái sản phẩm muối ngâm chân này thì các bác cũng vui lòng để lại ở dưới phần bình luận, bên mình sẽ giải đáp hoặc là sẽ làm một cái video để giải đáp trực quan với các bác nhé. Rồi, xin chào và gặp lại các bác ở những video tiếp theo.